Chào các bác đã quay trở lại với kênh Dụng Cụ Đồ Nông Nghiệp em Trường Thảo. Và hôm nay em sẽ đưa tới các bác dòng kéo 3m, một cái mẫu kéo rất là mới. Dòng kéo này nếu như các bác đã dùng kéo Santa rồi thì mẫu kéo này giống hệt như kéo Santa, nhưng mà giá cả thành của nó thì sẽ thấp hơn rất là nhiều. Đấy, đây là các bác nhìn một chiếc kéo 3m, lưỡi 5cm. Và duy nhất sẽ có cái móc như thế này. Mỗi một chiếc kéo thì sẽ tạo theo các bác một cái lưỡi cưa. Thì với cái mẫu kéo này, đơn vị em đang nhận gửi và ship trên toàn quốc, là một đại lý lớn chuyên về dụng cụ nông nghiệp. Thì đây là một chiếc kéo cắt giữ quả trên cao, mẫu kéo hữu ích nhất mà nhà nông nào các bác cũng cần. Một cái mẫu kéo mà các bác không cần phải bắc ghế hay là bắc thang, chỉ cần đứng ở dưới gốc thôi cũng có thể vặt được cả chùm nhãn hay là vặt bưởi, vặt gốc, vặt ổi, vú sữa, bòng bưởi, cực kỳ là hữu ích nhá. Thì em sẽ quay về đầu tiên về cái phần lưỡi kéo. Mở cái lưỡi kéo ra cho các bác thì mình xem cái phần đầu kéo này. Đây, trong một cái kéo thì sẽ có cái lưỡi cưa làm ở trong vỏ này. Mở máy ra. Đây này, ghim đây. Không, đừng bỏ cưa ra, mở cái này thôi. Đấy, em sẽ bỏ cái đầu kéo ra cho các bác xem nhá. Đây là phần đầu của chiếc kéo đây. Với chiếc kéo này thì đây là cái phần chế độ dành cho các bác để mình kẹp quả. Vật quả sẽ kẹp ở đây. Thì đầu tiên khi mua về nhé, đấy, các bác sẽ mở phần tay cầm của chiếc kéo này ra. Đây là tay cầm. Em sẽ bỏ cái phần tay cầm ra cho các bác để mình xem. Đấy. Và cái lẫy này, các bác mở cái lẫy này ra nhé. Ấn cái lẫy này xuống. Đấy. Và em đã mở được chiếc kéo này ra. Cái ưu điểm của chiếc kéo này thì nó là cái lò xo ngang. Nếu như khi mà hỏng, các bác muốn thay thế rất chi là dễ ở cái dòng kéo này. Đấy, và em sẽ bấm cho các bác thì mình xem nhé. Nếu như một chiếc kéo mới này, các bác sử dụng nhé. Các bác bóp tay cầm. Khi bóp tay cầm thì đồng thời là cái đầu kéo đã mở ra. Đây là cái đầu kéo này. Đấy, nó sẽ mở ra và theo yêu cầu của các bác muốn cắt như thế nào nhé. Kẹp quả rất chi là dễ. Đây thì ví dụ em cắt thử luôn. Em sẽ quay, sẽ cắt thử cành cho các bác xem nhá. Đây, cực kỳ là ngọt luôn. Một chiếc kéo như này thì giúp các bác sẽ cắt giữ quả trên cao. Đấy. Và mẫu kéo này em cũng sẽ báo giá luôn nha các bác nhé. Em đang gửi từ các bác, giá sẽ là 550.000 trên một chiếc, dòng kéo 3m. Và sẽ miễn phí ship trên toàn quốc khi các bác mua hàng. Đấy, và khi xem được video mà các bác đang quan tâm tới dụng cụ nông nghiệp, đừng quên nhấn like, chuông và đăng ký kênh để đón xem được thật nhiều dụng cụ hay của bên em. Đấy, tiếp tới là mẫu kéo giật đây các bác này. Kéo giật. Kéo giật em sẽ có 3m và 5m nhé. Ví dụ như cái 3m này thì giá của nó chỉ 450.000 thôi. Cắt cành to nhưng mà không giữ quả các bác nhé. Cắt cành to đùng luôn. Đấy, nhưng mà không giữ quả đâu. Đấy, cái này là 450 này. Còn ví dụ như cái 5m này là 600. Đấy, bác nào có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để ngay trên phần đầu video. Và đừng quên nhấn like, chuông và đăng ký kênh để đón xem được rất nhiều những cái dụng cụ hay của đơn vị em. Cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này nhé. Chào và hẹn gặp lại các bác.